Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bước sang tháng 10 âm lịch, những con sắp này sẽ gặp những chuyện đen đủi. Nếu bạn thuộc những con sắp này thì cần phải chú ý tới tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tình duyên và công việc. Bởi trong tháng này, mọi khía cạnh trong cuộc sống của các bạn đều sẽ không được may mắn, suôn sẻ và thuận lợi. Vận đen cứ liên tiếp kéo đến, ám ảnh những con sắp này đến tháng 11 âm lịch. Vậy đó là những con sắp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tháng 11 âm lịch này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy dẫy những khó khăn đối với những người tuổi Tỵ. Bạn cần phải xác định tinh thần cho mình để không đầu hàng trước nghịch cảnh, khiến những công lao trước đó của mình đổ sông đổ bể. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh sẽ lạc mất phương hướng của mình. Công việc bề bộn có thể khiến bạn cảm thấy bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Có một số người cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh hiện tại của mình nên dễ có những suy nghĩ muốn từ bỏ để mọi việc được đến đâu thì đến. Phương diện tài lộc cũng không xuất hiện điểm sáng trong thời điểm này, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh giành giật khách hàng của đối thủ. Nếu chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường, bạn dễ rơi vào cảnh bế tắc, chậm chân, khiến doanh thu có dấu hiệu sụt giảm. Trong tháng 11 âm lịch của những người tuổi Tỵ thấy rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình, không thể tiếp tục đi theo hướng thiếu hiệu quả được nữa. Chuyện tình cảm cũng có nhiều trắc trở khi quan hệ vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bản mệnh không nên trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy. Nếu bạn cảm thấy quá áp lực trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để thấy nhẹ nhõm hơn. Rất có thể đối phương sẽ nhìn nhận thấy những điều bạn và bỏ qua, đưa cho bạn những lời khuyên giá trị. Nhiều vấn đề sẽ liên tiếp xuất hiện trong sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Tháng 11 này là khoảng thời gian mà bạn thường xuyên phải chịu nhiều thách thức, khiến tinh thần căng thẳng. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực thì đây là cơ hội để bạn rèn luyện bản thân, thậm chí là tìm ra điểm mạnh của mình. Nguyệt lệnh lâm nguyệt đem tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho bản mệnh. Bạn có thể cảm thấy khối lượng công việc của mình tăng lên đáng kể. Công việc ngập đầu, ngập cổ khiến bạn không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là cảm thấy căng thẳng và stress. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con sắp này nên học cách lên kế hoạch và làm việc khoa học, như vậy thì bạn có thể giải quyết từng công việc một cách tuần tự mà không thấy bối rối, lạc mất phương hướng của mình. Bên cạnh đó, bạn không nhất thiết phải cố gắng làm mọi việc một mình. Nếu cảm thấy nhiệm vụ quá sức, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi khó khăn xuất hiện, bạn chớ vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi từ bỏ sẽ khiến công lao từ trước đến nay của bạn trở thành uổng phí. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng hãy cổ vũ bản thân tiến về phía trước. Người tuổi Tỵ cần xác định tinh thần rằng túi tiền của bạn sẽ khó có thể dùng dình được trong khoảng thời gian này. Nhiều yếu tố tiêu cực xuất hiện liên tiếp khiến bạn phải sức đầu mẻ chán ứng phó, thậm chí là tiền bạc không bị thất thoát đã là may. Chịu ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Người khác có thể giở trò chơi xấu khiến các kế hoạch của bạn chẳng thể tiến triển thuận lợi như dự kiến. Bạn tốt nhất là cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho mọi biến động để đến lúc sự cố xảy ra thì không đến nỗi rơi vào cảnh bất ngờ và bị động. Con sắp này cũng cần phải dành thời gian bình tĩnh lại để có thể nhìn nhận, đánh giá những gì mình đã và đang làm trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy tìm ra điểm mạnh của mình để có thể phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Như vậy bạn mới không phải lo lắng mình sẽ trở nên lép vế so với đối thủ. Với những người làm công ăn lương, bạn khó gặt hái được thành tích tốt trong công việc nên các khoản lương thưởng gần như là không có. Chỉ khi có khoản lương cứng hàng tháng, bạn nên chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh xa hoa lãng phí mà rơi vào cảnh cháy túi. Có lẽ tháng 11 âm lịch này sẽ không tiến triển theo chiều hướng mà người tuổi Mão mong muốn. Dưới tác động mạnh mẽ của cục diện tương hình, bản mệnh làm gì cũng thấy khó khăn, trở ngại, thậm chí là bị người khác ngáng đường. Trên phương diện sự nghiệp, do tính cách ngạo mạn nên dù có tài giỏi đến mấy, bạn cũng không được lòng mọi người xung quanh. Một số người thậm chí còn hống hách, tự động tách mình ra khỏi tập thể, không chịu hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy mà công việc của người này thường tiến triển một cách chậm chạp, thậm chí là gặp vướng mắc, khó khăn, khó giải quyết ngay lập tức.
Tài chính cũng không mấy khả quan khi con giáp này thường xuyên giữ những suy nghĩ cứng nhắc, không chịu thay đổi nên khó bắt kịp xu hướng của thị trường. Hơn nữa, bạn thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của. Hãy coi đây là bài học mình cần phải ghi nhớ để không mắc lại trong tương lai. May mắn là dù ngoài xã hội có vướng mắc thế nào thì bản thân cũng luôn có một mái nhà để quay trở về. Những người thân trong gia đình bạn là những người luôn bao dung, cổ vũ, động viên để bạn vượt lên trên hoàn cảnh. Cũng nhờ có những người thân, bạn cảm thấy có động lực để tiếp tục cố gắng. Người còn độc thân nếu mở lòng thì có cơ hội gặp được người như ý muốn. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh cần phải dè chừng sức ảnh hưởng của cục diện tương hình sẽ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ, tự đẩy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, tuy nhiên bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Trong tháng 11 cho thấy rằng thói quen ăn nói không biết kiêng nể sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với người khác, làm các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay bị ảnh hưởng. Đặc biệt là với những người làm lãnh đạo, con giáp này cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn, mất đoàn kết trong tập thể. Nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ bất mãn trong lòng thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Nguyệt lệnh Lâm Tử khuyên bản mệnh cần cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Người tài giỏi đến mấy cũng không thể làm tất cả mọi việc một mình. Nhiều khi bạn cần đến sức mạnh của một sự đoàn kết mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Con đường tài lộc của người tuổi Mão cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn ở tháng 11 này. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc là cho người khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Người làm kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, tử vi tháng 11 năm 2022 tuổi Mão âm lịch khuyên bạn là cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được. Nếu cứ bướng bỉnh làm theo ý mình, bạn rất dễ phạm vào sai lầm, gây hao tổn tài của và không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình. 3 là tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ tháng 11 năm 2022 âm lịch chỉ ra rằng bản mệnh gặp không ít trở ngại trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Lâm vào cục diện tương xung với nguyệt lệnh nên hầu hết nguyên nhân không xuất hiện từ những Lâm vào cục diện tương xung với nguyệt lệnh nên hầu hết nguyên nhân không xuất phát từ bạn, nhưng hãy giữ tâm thế chủ động, có như vậy bạn mới vượt qua tháng này một cách êm đẹp. Thiên quan gây ra không ít rắc rối, khiến bạn dù có lên kế hoạch từ trước cũng có những lúc trở tay không kịp. Đó cũng là lúc bạn nhận ra đâu là thiếu sót của mình để rút kinh nghiệm. Nếu là lỗi mắc đi mắc lại thì bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân đi nhé. Bạn là kiểu người rất thẳng thắn, đàng hoàng và không thích tranh luận. Bạn biết đâu là giới hạn của vấn đề và biết cách dừng lại đúng lúc, nên những tranh cãi xảy ra cũng sớm kết thúc thôi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận thức rõ ràng, lời nói luôn có tính sát thương rất cao. Từ đó bạn biết cách lựa chọn câu từ để biểu đạt đúng nơi, đúng chỗ. Hãy tự tin thể hiện cá tính và lòng trắc ẩn của mình vì bạn là một người vô cùng đặc biệt. Dù bản thân là người nhiều nhiệt huyết nhưng sau những tổn thương gây ra những ngày đầu của tháng thì tinh thần của bạn trùng xuống. Nhất là khi nguyệt lệnh bệnh khiến bạn lười đi, không thích hoạt động, bạn tìm kiếm sự an ổn như là cách để làm dịu đi vết thương lòng. Tuy nhiên, lời khuyên cho con giáp tuổi Ngọ lúc này đó là tránh thái độ hờn dỗi, dù là trong công việc hay là tình cảm. Việc này không thực sự hiệu quả, dễ khiến bạn trở nên bị u mê, vướng mắc, chẳng thế giúp bạn đạt được mong muốn của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Thiên hình là sao xấu xuất hiện trong tháng này, cảnh báo cho con giáp tuổi ngọ chớ nên vội vàng trong bất cứ quyết định nào. Nhanh nhẹn là cần thiết, nhưng việc đó cũng có mặt tiêu cực như là sai nhiều. Đôi khi bạn xem thường người chậm chạp hơn khiến họ khó chịu. Cho dù bản thân là người chủ động, xông xáo nhưng không phải ai cũng như bạn. Hãy tôn trọng sự khác biệt này. Người khác tuy chậm chạp nhưng họ làm đến đâu thì chắc chắn đến đó, ít sai sót. Ngũ hoàng nhập cung chính tây báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những tin đồn sai lệch, không phải là để xử lý mà là để lờ chúng đi. Trước khi đưa ra quyết định lớn, đặc biệt là về sự nghiệp, bạn nên lùi lại quan sát kỹ lưỡng hơn. Tháng này bạn càng khiêm tốn thì càng có lợi, nếu không vẫn giữ thói quen cũ mà hành sự bất cẩn, dễ gây ra tai họa, thậm chí là bị chơi xấu thì càng dễ bị phạm tử tội. Ngược lại, thay vì quá nhiệt tình như trước, nếu tháng này bạn có xu hướng hướng nội hơn với phong cách làm việc chỉn chu, nghiêm túc thì khó ai có thể bắt bẻ bạn được. Quý vị thân mến, như vậy là kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị ba con giáp xui xẻo nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.